Cô Hẹ xin chào tất cả các con yêu đang theo dõi chương trình Kể Chuyện Cho Bé diễn ra ở trên kênh YouTube Nguyễn Thị Hẹ. Các con thân mến, cứ 21 giờ các buổi tối thứ ba, thứ năm và chủ nhật hàng tuần thì các con sẽ được đón nhận những câu chuyện rất là hay. Đó có thể là những câu chuyện cổ tích, đó có thể là những câu chuyện ngụ ngôn, đó có thể là những câu chuyện ngắn, nhưng mà tất cả đều mang những thông điệp để dành tặng cho các con yêu đấy. Và ngày hôm nay thì cô Hẹ đang cầm ở trên tay cuốn sách là Làm Một Người Trung Thực. Và hôm nay cô Hẹ sẽ kể cho các con nghe một câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện mang tên Giữ đúng lời nói của mình. Quốc vương cần một viên quan truyền lệnh, chuyên phụ trách truyền đạt mệnh lệnh của nhà vua. Tin vừa được lan truyền, rất nhiều thanh niên đã ghi danh tham dự. Qua nhiều lần tuyển chọn, chỉ còn lại hai người là Văn và Hạ. Quốc vương nói với hai người họ: "Ta rất là hài lòng về hai người, nhưng ta chỉ cần một người thôi. 12 giờ trưa ngày mai, ta sẽ tổ chức lần kiểm tra cuối cùng." Quốc vương nói, xong liền đã đưa cho hai người mỗi người một phong thư. Trong thư ghi rõ địa điểm và nội dung kiểm tra. Ngày mai, hai người, một người đi tới cửa Tây, còn một người đi tới cửa Đông và tìm một cụ già mặc áo màu đen. Họ đọc thư xong sẽ nói với các ngươi tất cả. Các ngươi phải đảm bảo không được đọc trộm thư. Quốc vương tôn kính, tôi xin hứa với ngài ạ. À, hai người đồng thanh đáp. Ngày thứ hai, Văn đến cửa Đông rất sớm. Nơi đây ngựa xe như nước, vô cùng náo nhiệt. Anh dựa vào một cây to, nhìn không chớp mắt vào dòng người qua lại. Một tiếng đồng hồ trôi đi, hai tiếng đồng hồ trôi đi, mắt khô, còn cổ thì đã mỏi. Cụ già qua lại trên đường rất là đông, nhưng không có ai mặc áo màu đen cả. Anh ta lòng như lửa đốt, sắp đến trưa rồi, cứ như vậy chắc chắn sẽ bị hạ về trước mắt. Văn rất muốn giành được chức vụ này, nên cuối cùng anh ta đã mở phong thư ra. Trong thư chỉ có một câu nói: "Mau đi gặp quốc vương." Văn tức tốc chạy về hoàng cung. Hạ cũng dậy sớm, nhưng anh đợi chờ mãi cũng không nhìn thấy cụ già mặc áo đen. 12 giờ sắp đến rồi, Hạ rất muốn mở phong thư nhưng lại nhớ đến lời hứa của mình. Mình phải giữ đúng lời hứa của mình chứ. Thế là anh lại tiếp tục tìm kiếm trong dòng người. Không lâu sau, anh thấy quốc vương cùng đội thị vệ đi tới, bên cạnh là Văn với vẻ mặt dương dương tự đắc. Quốc vương đến trước mặt Hạ, tuyên bố một cách uy nghiêm: "Thời gian kiểm tra đã kết thúc, giờ ta tuyên bố truyền lệnh của ta là hạ." Văn và Hạ đều vô cùng ngạc nhiên. Văn không phục và nói: "Quốc vương, tại sao vậy ạ? À, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ mà." Quốc vương nói: "Đây là lần kiểm tra cuối cùng của ta. Đã mệnh lệnh cho các cụ già trong thành không được mặc áo đen, chính là để xem hai ngươi ai là người giữ được chữ tín." Ở điểm này, Hạ mới là người xứng đáng làm quan truyền lệnh. Văn hổ thẹn, cúi đầu, không dám hé răng nửa lời. Các con thân mến, thông qua câu chuyện này thì các con đã nhìn thấy một bạn thì đã được vua truyền lệnh rằng không được mở bao thư, trong đó bạn Văn và bạn Hạ đều được truyền lệnh như thế. Nhưng mà một người thì đã chờ đợi lâu trong vô vọng và sau đó thì cứ chờ hoài và không thể nào mà kiên trì được nữa. Lúc này đã mở bao thư ra và trong bao thư thì có ghi một dòng chữ là về gặp đại vương gấp. Và lúc này thì bạn ấy đã chạy thật nhanh về, nhưng mà còn một người số 2 còn lại thì người đó đã không hỏi bạn Hạ, đã không mở bao thư và làm đúng mệnh lệnh của vua. Và các con biết không, trong câu nói của vua thì vua nói rằng là hãy đi ra, người thì hướng cửa Đông, người thì hướng cửa Tây, và chờ gặp một bà cụ già, tuyệt đối không được mở bao thư. Bà cụ già mặc mặc áo màu đen sẽ nói lên tất cả. Nhưng thực ra vua đã ban bố cho tất cả những con người ở trong triều, tất cả những người dân rằng ngày hôm đó không được mặc áo đen. Điều đó có nghĩa là vua đang thử lòng tất cả mọi người, và đặc biệt là hai cái người mà sớm được trở thành những con người mà truyền lệnh của vua. Và cuối cùng thì một người rất là trung thực và giữ uy tín, còn một người thì không, nên vua đã hạ lệnh để cuối cùng ban chức này cho Hạ, và Hạ chính là người xứng đáng được làm quan truyền lệnh.
Các con biết là sự uy tín rất là quan trọng đúng không? Sự trung thực cũng rất là quan trọng đúng không? Nên là chúng ta cần phải chú ý rằng cuộc sống này thì luôn luôn cần phải rèn luyện đức tính đó. Và có một cái câu chuyện thì mẹ hẹ cũng muốn kể cho các con nghe như thế này. Có một nhà buôn nọ đó, không bao giờ trở nên giàu có. Thế thì chẳng ai biết họ làm ăn cái gì và cũng không biết là họ làm cái gì luôn. Đành cho là người có không có hồng phúc. Nhưng có một người nọ thì lại làm ăn vô cùng giàu, họ đụng vào cái gì cũng rất là giàu, họ làm cái gì cũng rất là giàu và cũng chẳng ai biết họ làm thế nào, và đành cho họ là người có phúc, có đức. Thực ra phường mua gian bán lận chính là ông ta, họ chế ra một cái cân các con ạ, và cán rỗng trong đó thì họ đổ mấy cái giọt thủy ngân, hai đầu thì họ bít cái đồng lại và trông bề ngoài thì y như là trăm nghìn cái cân khác thôi. Thành ra thì họ muốn cân già cũng được, muốn cân non cũng được, cân già thì nghiêng cán cân về cái đằng quả cân mà mấy giọt thủy ngân chạy về phía ấy, còn cân non thì nghiêng cái cân về phía cái dĩa cân, mấy giọt thủy ngân lại chạy về phía phía này cũng cái cân ấy. Thế thì khi bán hàng khác mà khi mua hàng thì lại khác, hai lúc đó hai trạng thái khác nhau, họ muốn cái giọt thủy ngân chảy về hướng nào thì nó sẽ được chảy về hướng đó, bao giờ phần lợi cũng về họ cả, và ai kêu ca họ nói trơn như nước chảy luôn. Thì các ông các bà cứ xem mặt cân này, nó có thiên vị cho ai đâu, chúng tôi buôn ngay bán thật, chỉ lấy công làm lãi chứ hay ho gì cái thói lừa đảo buôn năm bán 10, tội để cho ai giàu như thế có bền được lâu. Thế là vợ chồng nhà ấy có hai đứa con trai, mặt mũi thì kháu khỉnh, rất là kháu khỉnh các cha mẹ. Và một hôm thì chúng đau bụng ngồi lăn đùng ra check cả hai, và vợ chồng thì rất là rầu rĩ và lúc đó thở dài nghĩ bụng rằng chắc mình nhá, ăn ở thất đức nên là trời báo. Một hôm thì trong cái lúc mà họ nằm mơ, họ đang ngủ nha các con, thì họ thấy một cái ông lão đầu tóc bạc phơ, mặt mũi thì phương phi, và đến mắng: chúng mày buôn bán lừa lọc nha, quen thói gian lận nha, chúng mày che được mắt thần chứ chờ à che được mắt trần chứ không thể nào che được mắt thần mắt Phật, nên chúng mày sớm mà biết sám hối, ăn ở thật thà, lo mà làm điều tốt thì trời sẽ ngoảnh mặt lại cho chúng mày hai đứa con khác mà nối dõi. Thế là lúc đó hai vợ chồng này tỉnh dậy, hai vợ chồng ngồi đi bàn lại và chần chừ hồi lâu rồi quyết định bỏ cái cân mà đã tai ác ấy bằng cách đem đem trẻ cái cân đó đi. Và khi trẻ ra thì họ thấy trong cán cân có mấy giọt máu tươi các con ạ. Đấy là một câu chuyện cô hệ kể cho các con nghe, để các con thấy rằng là mọi sự ở trong cuộc đời này thì đều có sự nghiệp quả của nó. Tức là khi các con làm ác thì các con sẽ nhận được những điều ác, khi các con làm những điều thiện lành thì các con sẽ nhận được những điều thiện lành đấy. Nên là các con cần phải tu tâm dưỡng tính, và ngay từ đầu các con cần phải sống trung thực, chứ đừng như hai vợ chồng mà ngày hôm nay cô hệ đã kể cho các con nghe câu chuyện về việc cái cân nhá. Họ đã dùng cái thủy ngân để mà họ dùng cái giọt thủy ngân đó. Khi họ muốn cân về lệch về phía bên trái thì họ sẽ dốc cái cân để cho hạt thủy ngân nó rớt xuống, còn khi mà họ muốn lệch sang bên phải thì họ dốc cho cái cân nó được lệch sang bên phải thì giọt thủy ngân sẽ lệch về. Nên là lúc nào họ cũng cầm phần thắng ở trong tay, họ đã điều binh khiển tướng được, và nhờ như vậy thì họ đã trở nên giàu có. Nhưng các con biết đấy, tất cả mọi cái mà dựa trên những cái không trung thực thì cái sự giàu có thì không bao giờ thịnh vượng được, là như vậy. Đấy là câu chuyện thứ hai, và bây giờ thì cô Hệ sẽ kể cho các con nghe một câu chuyện nữa. Câu chuyện mang tên Viên Ngọc Trai Tuyệt Đẹp. Câu chuyện như sau. Chuột con nhặt được một viên ngọc tròn như là bi ve trên bờ sông. Viên ngọc tuyệt đẹp, sáng lấp lánh. Chuột con rất thích nó. Cả ngày chuột con luôn để viên ngọc trai trong túi của mình. Chỉ khi nào không có người xung quanh nó thì nó mới lấy ra ngắm nhìn. Nó nghĩ, viên ngọc mà đẹp thế này, mình không thể tùy tiện để người khác nhìn thấy được. Ngộ nhỡ bị trộm hoặc bị cướp mất thì thật là tiếc. Thế nhưng mới được một tuần thì viên ngọc đã không cánh mà bay. Chuột con tìm khắp nơi nhưng cũng không thấy đâu hết. Một hôm chiều tối, sóc con đến nhà chuột con và cầm theo một viên ngọc sáng lấp lánh trên tay rồi nói: đây có phải viên ngọc của bạn không? Mình nhặt được ở bãi cỏ trả cho bạn này. Chuột con rất ngạc nhiên và thốt lên: sao bạn biết đây là viên ngọc của mình? Bởi vì lúc ở trên cây, mình đã nhìn thấy bạn đứng dưới gốc cây cầm viên ngọc này mà. Sóc con đáp: à, thì ra là vậy. Cảm ơn bạn nhiều lắm. Chuột con mừng vui nói. Sau khi sóc con về nhà, chuột con ngượng ngùng cầm viên ngọc trên tay và nghĩ: viên ngọc này vốn dĩ cũng không phải của mình nên trả nó cho chủ nhân của nó mới đúng. Chuột con cầm viên ngọc trong tay đi về phía bờ sông, vừa hay gặp được ông rùa.
Chuột con liền giơ viên ngọc lên và hỏi: "Ông ơi, ông có biết viên ngọc này là ai đánh rơi không ạ? Cháu đã nhặt được nó ở đây." "Ồ, ta đang tìm nó đây. Đây là viên ngọc ta đánh rơi vào một tuần trước." Ông rùa tiếp tục nói: "Viên ngọc trai này là trai sông tặng ta." "Thì ra đây là một viên ngọc trai, chẳng trách nó đẹp như vậy." Chuột con nói xong liền vội vàng trả lại viên ngọc trai cho ông rùa. "Ông hãy cất đi nhé, đừng để làm rơi mất nữa." "Cháu là một đứa trẻ thật thà, ta tặng cho cháu viên ngọc trai này đấy." Nói xong, ông rùa liền quay người bơi về phía lòng sông. Chuột con vô cùng sung sướng liền đứng bên bờ sông nói lớn: "Ông rùa ơi, cháu cảm tạ ông, tạm biệt ông." Sau đó, chuột con mang viên ngọc trai về nhà. Nó vui vẻ mời mọi người cùng xem và cùng chơi. Lúc này, chuột con đã hiểu ra rằng có thứ gì đó hay không thì cũng nên chia sẻ cho mọi người cùng biết. Về sau, chuột con cũng làm mất viên ngọc trai mấy lần, nhưng lần nào cũng có người nhặt được và trả lại. Bởi vì mọi người đều biết rằng viên ngọc trai này chính là của chuột con. Các con thân mến, chúng ta đừng có nghĩ là chiếm hữu đồ của người khác để trở thành đồ của mình nhé. Và hành vi đó thì rất là trái ngược với đạo đức đấy, giống như câu chuyện ngày hôm nay của bạn chuột nè. Chúng ta phải làm một người rất là trung thực, đừng có ham hố đồ của người khác làm gì. Như vậy thì chúng ta sẽ không được đối xử tốt đâu, và các con cũng sẽ không được tôn trọng. Thậm chí các con còn thiếu tự tin khi mà các con gặp họ nữa. Giống như bạn chuột lúc đầu ấy, thì bạn chuột đã thật sự đã rất là hổ thẹn sau đó. Nhưng mà sau khi cậu ấy đã nhận ra được một điều gì đấy rồi, thì cậu ấy đã mang cái viên ngọc này đến bờ sông và hỏi cụ rùa là: "Ông rùa ơi, cháu đã nhặt được cái này, không biết là ai là người đã đánh mất cái viên ngọc trai này." Thế thì lúc đó đó, ông rùa đã nói là: "Của ta đã mất cách đây một tuần." Và cuối cùng vì cái sự trung thực, vì cái sự thật thà của bạn chuột, nên là ông rùa đã tặng lại cái báu vật đó cho bạn chuột đấy. Và từ đó chính thức bạn được sở hữu cái viên ngọc trai này. Thông qua câu chuyện thì cô hẹn nhắc nhở các con là sự trung thực, sự thật thà luôn là một vốn liếng rất là đáng quý trong cuộc sống của mỗi một con người. Và khi các con thật thà, các con trung thực thì các con luôn luôn trở nên tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, và các con sẽ trở nên như thế nào được mọi người yêu mến đấy. Các con biết không, trong mỗi một cuộc sống này không ai thích chơi với những người không trung thực cả. Những con người mà hay lấy trộm đồ này, lấy cắp đồ này thì chắc chắn luôn luôn bị người khác rời xa. Không những bạn bè, những người lớn mà toàn xã hội đều chẳng ai muốn chơi với những người như vậy cả. Thế nên nếu các con luôn luôn muốn được mọi người yêu mến, thương mình thì các con luôn phải nhớ rằng hai sự trung thực nhé, hai chữ thật thà nhé, để sống trong cuộc sống này. Thì lúc đó các con sẽ luôn được ba mẹ, thầy cô, các bạn yêu mến và chơi cùng các con đấy. Và bây giờ thì cô hẹn sẽ tiếp tục kể cho các con nghe một câu chuyện nữa. Câu chuyện mang tên đó là Trung thực, nguyên tắc kinh doanh cơ bản nhất. Trước sảnh hiệu thuốc Hồ Khánh Dư Đường có một bức hoành phi. Bên trên có dòng chữ "Không được gian dối", do đích thân Hồ Thiết Nham, ông chủ hiệu thuốc viết. Bức hoành phi được treo ngay trước sảnh, vị trí mà mọi người dễ nhìn thấy nhất. Dưới đây là một câu chuyện vô cùng thú vị liên quan đến bức hoành phi này. Một lần, vì bán quá chạy, cao lỗ, cao hổ cốt của hiệu thuốc không còn hàng để bán, quản lý hiệu thuốc Dư Từ Sơ tìm người phụ trách nguyên liệu thuốc của người khác tên là Châu Văn Sương và hỏi rõ nguyên nhân. Châu Văn Sương đã giải thích, nguyên liệu chính để làm cao hổ cốt chính là xương hổ, mà xương hổ thì hiện tại không còn hàng. Anh ta đề xuất lấy xương báo thay cho xương hổ. Dư Tu Sơ nghĩ bụng, sao có thể làm như thế được? Điều này sẽ làm mất đi danh tiếng của hiệu thuốc. Ông không đồng tình đề xuất của Châu Văn Sương. Làm ăn vốn muốn giàu thì phải thật sự linh hoạt. Chúng ta chỉ tạm thời dùng xương báo một thời gian để đáp ứng nhu cầu thị trường thôi mà. Đợi đến khi có xương hổ, chúng ta sẽ quay lại dùng xương hổ. Nếu không, khách hàng sẽ coi thường hiệu thuốc của chúng ta vì để hết hàng quá lâu. Châu Văn Sương mang tiếng là của Hồ Khánh Dư Đường đã lấy cái tiếng đó ra để thuyết phục. Dư Tu Sơ trầm tư không nói gì. Thấy Dư Tu Sơ có chút dao động, Châu Văn Sương liền nói thêm vào: "Công dụng của xương báo cũng rất tốt, sẽ không ai biết đó là xương báo ngoài ông và tôi." Nghe Châu Văn Sương nói vậy, Dư Tu Sơ bắt đầu cảm thấy dao động,
ông đồng ý để Châu Văn Xương làm xá cao hổ cốt bằng xương báo. Hổ Tiết Nham viết truyện cho rằng hành vi gian dối của Châu Văn Xương đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của hiệu thuốc. Ông nổi giận lôi đình và sa thải Châu Văn Xương ngay lập tức. Sau đó viết dòng chữ không được gian dối lên bức hoành phi. Bên cạnh còn viết những lời răn dạy như ngành dược ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của mọi người, nhất là không được phép gian dối, sử dụng nguyên liệu thật để điều chế thuốc. Sau này, Hồ Tuyết Nham còn đặt tên phòng của mình, làm việc của mình tại Hồ Khánh Dư Đường là Canh Tâm Thảo Đường, với dụ ý rằng ruộng nương cần phải thường xuyên được chăm sóc, nhổ cỏ. Trái tim con người cũng như vậy, thường xuyên tu dưỡng thì những loài cỏ dại như gian dối, độc ác sẽ không thể có đất sống. Có vậy mới trở thành thương nhân chính trực được. Bởi có lời răn đó của ông, nhân viên trong Hồ Khánh Dư Đường không bao giờ có những cái hành vi gian dối. Sau nhiều năm phát triển, Hồ Khánh Dư Đường đã trở thành hiệu thuốc nổi tiếng. Dân gian có câu, phía Bắc có Đồng Nhân Đường, phía Nam có Hồ Khánh Dư Đường. Hồ Khánh Dư Đường cùng với hiệu thuốc có tuổi thọ lên đến cả trăm năm, Đồng Nhân Đường ở Bắc Kinh là hai hiệu thuốc vô cùng nổi tiếng. Được đông đảo khách hàng tin tưởng, Hồ Tuyết Nham được người đời gọi bằng cái tên là Giang Nam Dược Vương. Chúng ta ngày đêm vất vả cực nhọc, thức khuya, dậy sớm cũng chỉ là để kiếm tiền. Thế nhưng kiếm tiền cũng có nguyên tắc và đạo đức của nó. Những thương nhân lừa dối khách hàng để kiếm tiền thì chắc chắn sự nghiệp kinh doanh sẽ không thể tồn tại lâu được. Các con thân mến, cho dù là có làm ăn buôn bán hay làm bất kỳ một điều gì đúng không, đặc biệt là trong kinh doanh, thì chúng ta luôn luôn phải có một sự trung thực và đấy là một điều không thể thiếu. Một thương nhân nếu không trung thực, lừa dối khách hàng kiếm lời thì sẽ không thể tồn tại lâu được đúng không các con? Có thể lừa được bữa nay nhưng không thể nào lừa được bữa mai, đặc biệt là liên quan đến thuốc, những cái điều mà đã đồng hành cùng với từng tế bào trong cơ thể con người để chữa bệnh thì chúng ta cần phải hết sức là trung thực. Trung thực chính là gốc rễ của con người đấy. Và cô Hẹ cũng đã từng nói rất nhiều lần cái câu là có thực thì mới vực được đạo. Làm thực, làm tử tế, làm chân thành, làm chính bằng trái tim của mình thì mới vực được cái đạo đức. Có đạo đức thì ắt có phúc, mà có phúc thì ắt có phần. Thế nên cô Hẹ tin là tất cả những em bé đang theo dõi chương trình Kể Chuyện Cho Bé sẽ luôn là những em bé trung thực trong mọi hoàn cảnh, từ trong việc học tập, từ trong lời nói với cha mẹ của mình, từ trong cách đối nhân xử thế. Và sau này các con lớn lên, các con cũng luôn là những nhà doanh nghiệp, là những nhà kinh doanh trung thực đến tận cùng các con nhé. Yêu thương và biết ơn các con rất là nhiều. Và bây giờ thì cô Hẹ sẽ kể cho các con thêm một câu chuyện nữa. Câu chuyện mang tên là Làm Gương Cho Trẻ Con. Vào một buổi sáng thứ bảy dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, Bobby Levis đưa hai con trai nhỏ của mình tới sân golf chơi bóng. Ông đi tới nơi bán vé của sân golf, hỏi nhân viên phòng vé, xin hỏi vé cửa bao nhiêu tiền? Người trẻ tuổi bên trong quầy bán vé trả lời với ông, tất cả mọi người vào sân bóng tròn 6 tuổi trở lên đều phải trả $3, thưa ông. Sân bóng chúng tôi miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi vào chơi. Xin hỏi hai bạn nhỏ này mấy tuổi rồi? Bobby trả lời, luật sư tương lai của nhà chúng tôi 3 tuổi, bác sĩ tương lai của nhà chúng tôi 7 tuổi rồi, nên tôi nghĩ tôi nên trả $6. Người trẻ tuổi trong quầy có vẻ chút kinh ngạc. Thưa ông vừa trúng số hay là gì khác? Ông vốn có thể tiết kiệm được $3. Cho dù ông nói với chúng tôi bé lớn năm nay 6 tuổi thì tôi cũng không thể phân biệt được. Bobby trả lời, đúng, anh chắc chắn không phân biệt được sự khác nhau, nhưng các con tôi đều rất biết rõ sự khác nhau đó. Đứng ở một vị trí người cha, tôi có trách nhiệm không để cho chúng học cách lừa dối người khác từ tuổi con nhỏ. Giống như triết gia Emerson đã từng nói, tại sao bạn nói to như vậy mà tôi lại không nghe thấy bạn nói gì? Trong thời đại đầy sự cạnh tranh và thử thách này, sự chân thành quan trọng và quý giá hơn bất kỳ lúc nào trong quá khứ. Cho dù là công việc hay cuộc sống, bạn đều phải đứng ở vị trí mà bạn nên đứng. Các con thân mến,
Cha mẹ chính là người thầy đầu tiên và vĩ đại nhất cho các con đúng không? Nếu như mà chúng ta muốn dạy cho các con trung thực thì đương nhiên các cha mẹ phải là những người trung thực. Và trong câu chuyện ngày hôm nay thì Robbie, Elvis hoàn toàn có thể nói rằng là ở cậu bé kia 6 tuổi cũng không ai có thể biết được, nhưng mà người cha đã không làm như thế. Người cha đã nói rằng là các bé sẽ biết các bé mấy tuổi, và chúng ta là người cha, là người mẹ, chúng ta cần phải trung thực đến tận cùng. Nên khi mà chúng ta, các con thân mến, khi mà các con được cha mẹ của các con đưa vào trong những cái công viên hoặc là những nơi như là dành cho trẻ em, thì khi các cô hỏi các con mấy tuổi, các con hãy trả lời một cách trung thực. Các con hãy đọc cái biển báo xem nào, đối với những em bé bao nhiêu tuổi thì sẽ phải trả tiền, thì các con hãy nói ba mẹ của mình trung thực là hãy trả cái số tiền đó cho người kiểm soát vé các con nhé. Đó cũng chính là một sự trung thực đấy, bởi vì đương nhiên họ xây dựng lên một cái gì đó để họ kinh doanh, thì họ luôn luôn phải có một nhiệm vụ, đó là họ phải thu tiền để họ bù đắp lại cho những khoản họ đầu tư. Thế nên các con cần phải trung thực đến tận cùng. Khi các con sử dụng dịch vụ thì các con phải trả phí, chuyện đó là chuyện đương nhiên. Còn nếu các con không trả phí thì các con không nên sử dụng, đơn giản là như vậy. Nên trừ phi nào có một cái buổi nào đó họ sẽ dành có những chương trình miễn phí thì lúc đó là một câu chuyện khác. Còn nếu các con muốn các con đi vào mà họ thu phí thì các con cần phải mua vé. Nên là cô hãy chia sẻ cho các con những thông điệp này. Cô hãy tin rằng tất cả những em bé con của các ba mẹ truyền nhân, đối tác chiến lược cũng như là các em bé đang theo dõi chương trình kể chuyện cho bé ở trên kênh YouTube Nguyễn Thị Hệ sẽ luôn luôn là những em bé rất là trung thực và đầy lòng trắc ẩn các con yêu nhé. Và bây giờ thì chương trình kể chuyện của chúng ta cũng đã kết thúc rồi. Chúng ta sẽ cùng với cô Hệ đặt tay lên trái tim của mình để thể hiện lòng biết ơn sau một ngày dài mà chúng ta đã trải qua nhé. Ngày hôm nay con vô cùng biết ơn vì con đã có thêm một ngày nữa để sống, một ngày nữa để con trải nghiệm bản thân mình. Con biết ơn cơ thể khỏe mạnh của con, biết ơn bộ não, biết ơn mái tóc, làn da, mái tóc, hàm răng, cái miệng, và biết ơn toàn bộ các cơ quan nội tạng của chính mình, biết ơn đôi tay, biết ơn bàn chân, biết ơn vì cơ thể của con luôn khỏe mạnh và đủ đầy. Biết ơn trái tim 6.700 nhịp đập mỗi ngày đã giúp con có thể duy trì được sự sống. Con yêu cơ thể này, con trân trọng cơ thể này, và con gửi lời biết ơn sâu sắc đến cha mẹ, những người luôn yêu thương, đồng hành, che chở và nâng đỡ cho con. Con biết ơn đấng sinh thành đã cho con được đến với thế giới này. Con biết ơn ông bà, tổ tiên của chính mình, biết ơn tất cả các anh chị em trong gia đình của con đã luôn yêu thương, đồng hành và cho con được làm anh chị em của các anh chị. Con cũng gửi lời biết ơn chân thành đến các thầy cô, những người đã đưa đò để giúp cho con có thật nhiều những kiến thức hay và quý giá. Biết ơn đất mẹ, biết ơn ánh mặt trời, biết ơn ánh mặt trăng, biết ơn biển cả mênh mông bao la và bất tận. Biết ơn tất cả những cánh rừng đại ngàn đã giúp cho chúng con thật nhiều oxy để thở. Biết ơn và biết ơn. Và con cũng gửi lời biết ơn đến chương trình kể chuyện cho bé của mẹ Hệ diễn ra ở trên kênh YouTube vào tối thứ ba, thứ năm và chủ nhật hàng tuần đã giúp cho con có thật nhiều câu chuyện hay. Biết ơn tác giả, biết ơn ekip ở phía sau đã giúp cho chương trình được diễn ra tốt đẹp, yêu thương và biết ơn. Các con thân mến, và chương trình kể chuyện cho bé của cô Hệ đến đây thì cũng đã kết thúc rồi. Một lần nữa thì cô Hệ rất là biết ơn và cảm ơn các con vì các con đã đồng hành cùng với cô Hệ trong một thời gian vừa qua nhé. Mỗi tối được kể chuyện cho các con nghe, cô Hệ thấy rất là vui, và cô Hệ tin chắc rằng những mảnh hồn của các con sẽ luôn được tưới tắm mỗi ngày, và ở đâu đó sau này lớn lên, những câu chuyện của cô Hệ sẽ thấm dần vào trong trái tim của các con, để các con có thể trở thành những em bé chăm ngoan, tài giỏi, đạo đức và đầy trí tuệ đấy. Cô Hệ chúc cho tất cả các con, những em bé là mầm non tương lai của nước nhà, sẽ luôn luôn là những em bé mà học giỏi này, thông minh này, và sau này sẽ thành danh trong cuộc sống. Yêu thương và chúc các con ngủ ngon nhé. Đừng quên quay ra ôm ba và ôm mẹ của mình và nói rằng con yêu ba và con biết ơn ba, con yêu mẹ và con biết ơn mẹ. Hẹn gặp lại các con vào các chương trình kể chuyện cho bé tiếp theo nhé. Bye bye.